Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an huyện Nga Sơn, Công an xã Nga Hải tiến hành kiểm tra, khám xét, bắt quả tang 3 đối tượng đang sử dụng ma túy tại nhà riêng. Kiểm tra nhà riêng của Nguyễn Cao Chiến, sinh năm 1991, thường trú tại xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, lực lượng chức năng phát hiện Chiến cùng hai người khác là Mai Văn Thịnh, sinh năm 1989, và Trần Phương Anh Tuấn, sinh năm 1999, cùng chú tại huyện Nga Sơn đang tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp. Tại chỗ, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều dụng cụ các đối tượng dùng để sử dụng trái phép chất ma túy và nhiều đồ vật có liên quan. Mở rộng điều tra, công an huyện Nga Sơn đã bắt giữ thêm đối tượng Mai Văn Hùng, sinh năm 1997, cư trú tại huyện Nga Sơn về hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Hiện công an huyện Nga Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định.